Hồi nãy ba nói rồi, ba đi vô trong nhà để ba chứng kiến, ba nghe rõ sự việc. Rồi ba đây, ba nói lại với con nghe. Ba chờ con chút. Con mới cục tóc con vô liền. Trước khi vô ba đâu có chỉ con gì đâu. Dạ. Con sao con làm vậy ba ơi? Con khổ quá mà. Ủa ai nữa đây? Đây. Nhà tôi hôm nay sao có... Xin lỗi anh, xin lỗi chị. Cái cô này nữa. Đây là con gái của tôi. Đó. Ủa, và cũng là vợ anh. Anh hiểu không? Anh, tại sao lại làm như vậy? Con nói rõ đi. Ba con khổ quá mà. Không gì đâu con, ở nhà ba nói hết rồi. Con qua đây con giặt mặt cái thằng này ra cho ba. Em... Ba tôi kêu phải giặt mặt anh ra. Em, dù sao chúng mình cũng là vợ là chồng. Em phải nghe anh giải thích đã. Cái gì? Em không thể nghe cái gì, một cái gì? Người nói. Bây giờ anh giải thích cái bầu này cho tôi nghe đi. Thì cái bầu này làm sao mà. Anh nãy anh nói là con của anh mà. Vừa có nói à? Có. Thì là con đấy. Ba đánh một không cho cũng què. Đúng rồi. Mà nói luôn. Nói cho anh biết nha. Bây giờ anh tính sao? Anh... Trời ơi trời. Trả lời đi. Ơi. Tôi còn có một người để xài thôi. Thương tôi. Trời ơi trời. Bây giờ tôi vợ anh. Đừng làm vậy. Đừng làm vậy với anh. Bình thường ở nhà con hiền lành lắm em mà. Em bảo vệ anh. Em đúng bảo vệ anh. Được. Em bảo em vệ anh. Em có bầu với anh cho nên em để anh nói cho anh nghe. Dạ. Vợ thế này có sống được không? Vợ thế này có sống được không? Mấy lần anh chở đi qua cầu, sờ đằng sau không thấy vợ đâu, hóa ra vợ bay phấp phới đằng sau là do gầy quá. Vợ gì mà người ta là đầy đủ ba vòng đây. Đây. Đằng này vợ không khác gì cái đanh cả. Vòng 1. Vòng 1 là 70. Vòng 2 là 60, vòng 3 có 40, có khác gì cái đanh để đóng vào tường không? Vợ này sống anh làm nói sao? Như vậy là tôi không đồng ý đâu nghe. Bước qua một bên để chị xử chồng chị cái đã. Trời ơi chồng bước qua đây đi. Chị của cưng tính sao? Bà rớt con chị ơi. Anh nói gì? Bước qua đây. Ý anh nói là con gái tôi không đủ ba vòng xong rồi anh ra đây anh. Ngày anh, xưa anh cưới tôi về. Anh khen tôi đẹp lắm mà. Tại sao bây giờ anh vậy? Vì mấy con này đúng không? Ba xử nó cho con. Con muốn ba xử làm sao? Không là có bắt đền bà đó. Con xử nó cho ba. Bây giờ không ai xử cả. Tôi là người xử anh. Anh là thằng chồng con mẹ. Hết tôi. Rồi tới người kia người vợ anh tôi cũng bỏ. Anh ghê làm sao hả anh trời. Bây giờ anh bây giờ anh hận tôi anh. Cái cuối cùng mới trúng với nhau. Anh muốn cái gì với tôi đúng không? Ủa cái gì vậy? Đúng không? Ủa tôi là... nói với anh là để cho tôi yên mà. Tôi là ba con gái mà sao tự nhiên giờ đâu ra vậy? Bây giờ tôi lấy chồng rồi cho nên là anh cảm thấy là anh hận tôi đúng không? Anh thấy là anh phá cuộc tình của tôi đúng không? Ba gì nữa? Ba đi quen cô này. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Hay con xin nha. Lỗi. Con xin lỗi gì? Hồi nãy giờ con xúc phạm gì? Vì đã có thai mà. Ngày xưa là em với lại ông này có quen nhau, sắp cưới nhau rồi. Em mới nói là anh ơi, anh cho em một đứa con đi. Xong rồi cả hai dắt vô khách sạn. Xong rồi ba em đuối rồi gì? Hả? Ba em đuối rồi, không bao giờ có con được. Dạ đúng rồi. Tự nhiên về làm hoài mà không có con được. Cho nên em bỏ em theo anh đó, anh nhớ không? Tại vì sao? Con Linh à, ba gần 60 tuổi rồi, ba đẻ ra con được, nhưng mà làm sao ba có thể mà làm cho cô gái này mà có chữa được, con hiểu không? Thì bởi vậy anh hận tôi. Trời đất ơi, bây giờ tôi có chồng rồi á hả? Qua bên đây phá tôi hả? Tại sao tôi phải phá cô? Thì bây giờ anh hận, anh yêu tôi mà. Bây giờ trong cái nhà này nè, nếu nói về đàn bà, tôi là người lớn nè. Ai muốn nói gì nói chuyện với tôi nè. Đúng rồi, đây là bà lớn nhé. Sao? Hai em muốn sao? Đúng rồi, muốn không có con sao lọt cái đứa con này được. Đúng không? Dạ chị. Bây giờ anh nghĩ sao? Nghĩ sao? Ôi chưa bao giờ mình sung sướng mà ba cô gái tranh mình thế này. Mỗi đứa nắm một cái tay một cái chân cho chị. Dạ. Để coi nó sung sướng tới cỡ nào. Em sẽ nghe lời chị. Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ xuống chuồng heo. Tôi đề nghị giải quyết cái này. Thứ nhất. Gì? Anh xin lỗi em. Thời gian vừa qua anh có lừa dối em. Thứ hai, em đang quyến rũ anh. Nhưng rõ ràng anh đã không đồng ý. Bởi vì anh biết tình cảm của ai, của anh dành cho ai. Em. Dạ.
mình đã gần gũi bên nhau rất nhiều. Dạ vâng. Vì em quá đẹp. Dạ. Một phút mềm lòng của anh mà anh không cưỡng lại được. Dạ. Mặc dù trái tim của anh luôn hướng về người vợ cũ. Người vợ cổ à? Đúng rồi. Người... Là ai? Không không, xin lỗi, không phải người vợ cũ. Là ai? Không phải người vợ cũ. Không phải người vợ cũ. Không phải người vợ cũ. Người vợ cũ, người vợ ở quê. Trái tim anh luôn hướng về người vợ ở quê, bởi vì bọn anh không những ngoài tình cảm, bọn anh còn cái nghĩa vợ chồng. Nếu đây thực sự là đứa con của anh, đẻ ra đứa anh nuôi hả? Anh sẽ là người có trách nhiệm, anh sẽ là người cha có trách nhiệm. Anh hứa với em như vậy. Rồi thôi cho chế hai nói một câu kìa. Chế. Còn lại, thưa bố vợ, bố vợ trước lại thích bạn gái bây giờ lại chớ trêu thế. Mà may quá. Thế bây giờ mày giải quyết thế nào? Mày đứng mày đọc diễn văn à? Đó. Anh xin lỗi em. Mày đứng mày đọc diễn văn. Anh à? Quay về với em. Và việc đầu tiên anh khi anh quay về với em là anh sẽ nghỉ làm ở nhà để tầm bổ cho em. Em béo lên một tí. Còn thế nào cũng con? Thành như thế này thôi. Con có đồng ý không? Con không đồng ý. Mọi chuyện bây giờ để cho hai con bánh bèo này nó giải quyết. Con về, con về trước. Bà ở đây, bà lo công chuyện đi. Con muốn đó, con đi về trước. Hai em xử nó cho chị. Được. Cái gì? Anh nói anh yêu con mà bây giờ anh bỏ con như vậy đó. Mẹ. Cô dám lật mặt với tôi hả? Cô là người yêu của tôi mà. Cậu đứng lại. Chào bà. Ba ơi, nhớ ba quá trời. Ba đừng bỏ con đi. Thì nữa nè, ba. Cô lấy thằng này có con rồi hả? Tại sao cô lừa tôi? Dạ. Cô thấy tôi nghèo cô lừa tôi đúng không? Không, hôm bữa mình đã nói sao? Ba, chuyện này là sao? Là hôm bữa là để anh còn thiếu một chỉ vàng nữa. Mẹ à, dạ, cái gì? Chuyện này là sao? Đi nè. Mẹ có ba rồi, mẹ gặp ông nội này là sao? Để mẹ giải quyết ha, để đợi chút xíu. Hôm bữa mình đã nói còn một chỉ vàng nữa là mình đủ tiền để mua nhà nhớ không? Xong rồi bây giờ đi lừa người ta đang có tiền. Người ta hả? Trời, hôm bữa anh kêu em đi kiếm làm sao mà đi. Cô bậy rồi. Ruộng tôi thẳng cánh cò bay. Làm gì có chuyện kêu cô đi lừa. Cô mới là người lừa tôi. Cô lừa trên sự ngu khờ của tôi. Có đâu. Cô hãm hại đôi trai tôi trời. Nhưng ơi. Nhưng mà anh nghĩ đi. Anh nghĩ đi. Ba con mới là người khờ nhất nè. Ba con hiền lắm. Ba mày hiền mà có mày. Trời ơi. Con ơi là con. Con nghĩ đi, lấy phải thằng chồng á là khoái đeo vàng, thấy không? Mặc dù khờ nhưng mà cho vàng đeo đầy người. Đó. Thằng này cũng là có vợ rồi nè. Cuối cùng thằng này là Sở Khanh. Con này là Sở Trường. Ê. Sở Trường đi lừa trai hả mày? Xin lỗi. Không phải Sở Khanh, Sở Trường gì hết. Nhưng đây là Sở Đoản của tôi. Thứ nhất, tại vì sao? Tôi có vợ nhưng mà tôi biết tôi yêu vợ, tôi đến đây là tôi chia tay người yêu. Còn cô này là ai? Trời ơi, con là con của ba. Thấy chưa, mày chửi tao đi, nó không là con mày. Tôi chửi tao, đi ra. Con con. Đi ra đi. Không chịu đâu. Ba nói chuyện đó là. Nhưng mà Ba ngồi với mẹ con, đẻ ra con. Rồi xong bây giờ ba nói ba có người yêu, ba mới cưới vợ đó làm sao? Em có bầu với anh hồi nào vậy hả? Đừng có để một thằng ăn ốc rồi thằng già này đổ vỏ nha. Bây giờ ông người ăn nghe nè, ông ăn chả bằng em được rồi. Tao mày đi ăn hủ tiếu. Mày đi với. Không có đâu. Cô giang ra đi. Sao vậy? Cô là một người lừa lọc. Cô lừa gạt tình yêu trai đẹp của chúng tôi. Của chúng tôi là sao? Đúng không? Đúng không? Mình đẹp quá mà đúng không? Rồi quay qua đây yêu đây luôn đó hả? Thế sao? Cái gì? Trời đất ơi! Không ngờ. Ôi, mấy lâu nay em đi tìm anh Thành mà chị. Ê à. Vậy là sao? Hai người lừa tôi. Chứ sao? Vậy là con của ai? Con là con của mẹ thì con của mẹ là đúng rồi. Nhưng mà với ai? Trời ơi! Với ai bà cũng không biết. Thôi đi gái ơi. Đi luôn nha. Yeah!
con muốn gì? Dạ, con muốn ông Bụt giúp con thu gom lại. Thu gom cái gì? Yêu quái. Mày khùng hả? Tao toàn đi thu gom rác không à. Còn sao? Tao làm bên vệ sinh môi trường. Cái này là cái đồ tao quét màng nhện. Cái áo này của đoàn hát nào á, nó bay, tao đang làm á, nó bay rồi tao bận vô tao đem đi trả người ta, chứ tao biết gì đâu thu gom. Không phải ông Bụt hả? Con này bị điên rồi. Tình huống mấy em đưa ra vậy? Đây, bây giờ ngươi hãy mau về với ta. Ta chính là Pháp Sư. Tu lâu năm đắc đạo ở trên đỉnh núi Chân Tiên. Xuống đây, mau về với ta. Tên kia xin ra. Bốn đứa về hết đi. Ba thằng bay về với tao. Là sao? À, bốn đứa bay về hết đi. Bệnh viện mở cửa rồi nha. Đi về. Đi. Mày khùng quá mày. Ở nói thiệt mà chú luôn á. Ở trong cái bệnh viện này tao mất mệt. Sao con là trong cái bệnh viện này tao mất mệt. Đi, đi về. Con nói thiệt với chú luôn á. Chú coi cái thằng này nè. Nè, đó. Nó trưởng phòng bên phòng của con đó. Mà bây giờ nó bày đặt á. Nó đi cua gái. Sao bây giờ con phải làm thay pháp hết chưa? Con ma đi chỗ khác chơi. Mày là thầy pháp khùng, đi chỗ khác chơi. Nói chung ấy là tự nhiên vào nhà này lại được ăn lẩu. Là nồi lẩu thập cẩm à? Lẩu thập cẩm, chả hiểu gì từ nãy giờ. Nói chung á là bây giờ anh chỉ giải quyết tình huống cuối cùng là tụi em bị điên. Bây giờ kêu tụi em về hết là xong chứ gì đâu. Cái để cho nó hành chi. Đúng rồi. Mày thớ bỏ giờ này còn dị đoan mê tín còn bắt ma bắt độ. Chú đúng cái giờ Linh á nên con đưa ra cái tình huống ma là chính xác nhất luôn á chú. Đây đúng cái giờ của tao đây, Linh đây. Đúng cái giờ của tao, tao kêu về là về. Bê hả? Về mới bỏ lại. Cả lớp yêu. Con chào cô, con chào chú. Thế ba má con đi học mới về. Ủa, con của ba. Này là con á hả? Sao con vậy, hát vậy? Mà tôi đẻ non á. Tôi đẻ non. Đẻ non nhanh nhúm này hả? Dạ, rồi xong rồi vũ khí đá. Xong rồi mặt nhỏ mới có mười mấy đấy tuổi mà nó già quá. Con về nhà đi con, không phải là gì của con. Ba má đi học võ hả? Không, sao không. Có cô chú này ở đây? Sao? Giờ con tới đây nè, có tiền chưa? Chuyện gì vậy mẹ? Không, không có nợ nần gì hết. Con vào trong nhà. Về đi con. Không, ba. Con có gì? Con. Tiền gì vậy cô? Không có tiền gì hết. Ba má của con đó mắc nợ. Đọc cái gì đó? Ừ. Tại sao động chạm như thế? Vô duyên. Nợ tiền ông chủ của ta đến giờ này còn chưa trả. Bao nhiêu năm rồi? Giờ là 600 triệu, bây giờ mới giả được có một cục này à? Ồ. Xem nào, trả tiền đấy. Có thiệt gì không? Không, không phải đâu. Ba má là hết lòng yêu thương con. Ba má làm mọi việc vì con. Vào đi. Để ba dạy. Con nghe nghe mẹ nói con đi về nhà con. Này nhá, bé nhá. Bé nhá. Bé nhá, bé nhá, không động chạm nhá. Ừ. Không đánh con nít và người già nhá. Không lôi nữa nhá. Nhá. Chú. Con biết tại sao ba mẹ con thiếu nợ rồi. Sao? Con có đi học mà. Ba mẹ con để cái này ở trên bàn nè. Cái gì? Tại gì? Cũng tại vì con nè. Con bị ung thư máu nè. Con biết đọc chữ mà. Vì con mà ba mẹ phải thiếu nợ như vậy. Nhưng trước mặt con ba mẹ cứ vui. Chú đánh chết con đi. Con sống cũng vô dụng. Chú đánh chết con đi. Đánh chết con đi. Tôi, chú xin con đi. Con sinh ra đã không được giống như người khác rồi. Vừa già vừa xấu. Trẻ thế này mà con đã bị ung thư máu rồi trời ơi. Sao lại khổ tâm thế? Trời tội quá, thôi trả tiền lại cho người ta đi. Vì ung thư máu nên con mới bị xấu. Nếu chú không tin, chú thử ung thư giống con đi. Ông ngu gì? Chú giết con đi. Thôi được rồi. Bây giờ chú giết con đi, chú cũng đi tù.
mà tiền thì không đòi được. Ôi đại ca, cầm tiền về trước đi. Nỡ lòng nào cầm tiền đi về, nỡ lòng nào cầm tiền đi về, trong khi con người ta sắp chết mà cầm tiền đi sao về. Sao đâu, trời ơi, nó xấu thế này nó chết cũng không sao đâu. Con ơi, con sống thế này thì cũng tội cho con lắm. Thôi, con chết đi cũng được. Đại ca đi về đi, đại ca ơi. Sao mày, mày ép quá vậy cái thằng này? Hai tao chết mày. Thôi thôi, nói chung là có đẹp bao nhiêu chết bị bóp cổ cũng le lưỡi như vậy nha chú. Xấu thế chết đi, già thế chết đi. Chết hả mày? Mạng sống nào cũng quý. Con chết thiệt hả? Bố mẹ sẽ làm mọi giá để con sống với bố mẹ càng lâu càng tốt. Con là thứ quý giá nhất mà bố mẹ có. Anh ơi, nhưng mà anh vừa giết người đó. Ừ. Anh giết người rồi. Đã chết rồi giết. Ai chưa chết hả? Mừng quá. May quá. Thì mày giả vờ chết như thế chứ nó bóp được chết à? Mày làm tao hết hồn à? Nè, thôi giờ trả ra. Thôi, đừng có xài này hoài nha. Nãy giờ giỡn vậy thôi. Này, tôi nói thật này, bây giờ cháu nó bị như thế rồi, thôi cố gắng cầm tiền lo chữa chạy cho cháu nó đi. Dạ, cảm ơn lòng tốt của hai người. Ở chừng nào có tiền rồi nhớ trả nha chú. Nhớ gọi điện thoại trả, tí hồ đưa kẹo zip cho. Nói chung cảm là... ơn cô chú đã thông cảm. Nếu mà nói ba mẹ con chừng nào làm có tiền để trả, con cảm ơn cô chú. Chắc chắn là không bao giờ có tiền. Thì vừa rồi đưa cái tiền nó phủ ra, người ta dám cầm. Dạ, nói chung là thay mặt con cảm ơn con diễn giỏi quá. Con không có bị bệnh. Con đâu có bị bệnh gì đâu. Sao đâu ngoài kia? Mày muốn gì? Hả? Em lớn tiếng hả? Sao mấy người bắt em trai không? Thả nó ra. Đứng gì đó, bóp cổ đó. Sao em trai? Đây là em trai mà cô yêu thương nhất đúng không? Đang bị bệnh cái gì thiếu não. Thiếu năng. Nói được thiếu năng à? Đúng rồi, đi đâu cũng gặp đấy. Chị ơi em thiểu năng. Chị ơi em thiểu năng nói được một câu đó thôi. Bây giờ mấy người muốn cái gì? Nó muốn tiền. Được, các người hãy thả em của chúng ta ra. Đưa tiền để thả. Đưa tiền đi, 500 triệu. Cái gì? Tại sao 500 triệu hả? Độc ác như vậy. Hả? Tại sao? Đứng đó. Đứng đó. Giết con bây giờ. Em của tôi đã bị như thế này rồi. Tất cả mọi người đều phải thương, phải yêu, phải giúp đỡ đùm bọc. Vậy mà các người lại bắt em của tôi làm con tin. Em của mấy người? Có phải em của tôi đâu? Nó đúng rồi anh. Giờ sao? Lấy tiền không? Linh, hàng ngày anh dạy võ cho em. Em sử dụng đi. Võ nữa? Võ hả? À, ý nói có võ ra. Trời, tướng vậy mà có võ cái gì? Cổ đánh võ say đi em. Túy quyền, túy quyền, túy quyền. Thằng đấy nó hung dữ, chị hai ơi. Chị sao chị? Bây giờ bắt nó đưa tiền lên đây đi. Ủa, mình sao mình sẽ thả chị hai? Cửa ngoài ngoài khóa cửa rồi. Bảo vệ là mình nhét dẻ vô họng hết trơn rồi. Chó mình cũng coi như là thuốc cho nên nó ngủ say hết rồi. À. Bây giờ hai là coi như chiến đấu với ba. Muốn sao? Tôi nói cho mọi người biết. Một là đưa tiền đây, tôi âm thầm tôi đi và tôi thề không bao giờ nói ra cái câu gì cả. Hai là ba người sẽ chết với ta với thằng này. Mày giết nó đi, tao không có tù. Vào đi. Rồi hết đất đi, ai mệt thì người đó là thua. Đây đây chị. Được. Rồi. Ông mà thua tôi á, đưa 500 triệu nha. Được. Tụi tôi cùng đường lắm rồi. Được. Đây, tụi mình không được đếm. Cái cậu đó phải đếm. Ờ, đó. Cho bà lên đếm đi. Ừ, rồi đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rầm. Khoan đã, đếm lại nè. 15. Rầm. 16. Chết rồi. Chủ chân rồi. Đúng rồi, thua rồi. Ông này ông chết rồi. Thôi em qua đây cho ông này, ông lấy 500 cho rồi. Đó, bây giờ sao thua đây? Đây. Người ta biểu. Anh hai. Người ta biểu hít đất chứ người ta đâu có biểu chống đẩy đâu.
người ta cứ đếm một là mình hết một. Đau quá gì, đi chống đẩy chi cho nó mệt. Thôi em qua bên này, anh hai đưa 500 cứu em đi.